Ninh Dương Lan Ngọc có động thái gây chú ý giữa lúc mẹ Chi Dân nhập viện nguy kịch. Chiều ngày 14 tháng 4, Chi Dân khiến khán giả và đồng nghiệp vô cùng lo lắng khi tiết lộ mẹ anh đang nguy kịch. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ liên tục cầu nguyện mong cho mẹ mình vượt qua đại nạn. Anh viết, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, xin hãy cứu lấy mẹ con qua cơn đại nạn này. Cầu trời khẩn Phật, động lòng thương xót cứu lấy mẹ con. Mọi người cùng cầu nguyện như vậy để cứu lấy mẹ của bé Hiếu nha mọi người. Hiếu xin cảm tạ và mang ơn rất nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo đó, Hiếu là tên thật của ca sĩ Chi Dân. Đáng chú ý, ngay trong tối cùng ngày, Ninh Dương Lan Ngọc cũng bất ngờ đăng bài viết cầu nguyện và trấn an ai đó với dòng status sẽ ổn mà, sẽ ổn. Chỉ 5 chữ cũng đủ cảm nhận được sự lo lắng của Lan Ngọc lúc này. Netizen đổ dồn chú ý, trong đó rất nhiều bình luận cho rằng Lan Ngọc đang cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ Chi Dân. Trước đó, Lan Ngọc và Chi Dân từng có thời gian dài vướng nghi vấn hẹn hò, thậm chí còn nhiều lần lộ nghi vấn tình cảm. Tuy nhiên đến nay, người trong cuộc vẫn chưa ai lên tiếng thừa nhận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.